Hello, chào tất cả mọi người trên fanpage cũng như trên YouTube. Thì như các bạn đã biết được là ngày hôm nay đã có một cái chuyến bay rất là lịch sử đúng không ạ? Là Việt Nam Airlines của chúng ta đã bay một chuyến bay từ San Francisco đưa du học sinh từ Việt Nam của Mỹ du sinh Việt Nam tại Mỹ về nước đúng không ạ? Đây có thể nói là một chuyến bay thương mại đầu tiên giữa Việt Nam và Mỹ. Trước giờ ta cũng bay rồi nhưng mà nó có các chuyến bay VIP thôi. Chuyến bay chở coi là các nguyên thủ quốc gia thôi. Thì đây là chuyến bay đầu tiên. Cái câu chuyện các bạn biết là cái câu chuyện bay thẳng giữa Việt Nam và Mỹ đấy, nó được bàn tán cách đây 3 4 năm rồi. Người ta đã dục dịch làm cái chuyến đó rồi. Thế nhưng mà các bạn biết là cái tiêu chuẩn bay ở Mỹ nó vô cùng khắt khe và ngặt nghèo. Hàng không Việt Nam thì đã đủ cái độ an toàn rồi, nhưng còn trong các cái chuyến bay về các tiêu chuẩn về an toàn Mỹ nó ngặt nghèo lắm, nên là chúng ta vẫn chưa thực hiện được cái chuyến bay đó. Thì hôm nay đấy là cái chuyến bay này là chuyến bay thương mại đầu tiên đã được thực hiện. Tất nhiên là trong cái đợt giải cứu công dân cho nên là nó cũng có được một chút sự giúp đỡ từ Mỹ này, sự ưu ái từ Mỹ rồi các cái khác đúng không ạ? Đó thì các bạn biết được là cái chuyến bay của Việt Nam đấy là thường thường trước giờ là đã tính thành lập lâu rồi, đã tính cái đường bay giữa Việt Nam và Mỹ lâu rồi để phục vụ bà con. Thế nhưng mà do các cái điều kiện về tiêu chuẩn rồi là cái khai thác xem là lợi nhuận như nào người ta vẫn chưa tính, thì đến bây giờ hôm nay đấy thì chuyến bay đầu tiên đã được thực hiện, và chuyến bay này nó có ghi sự 001 đúng cái gọi là mã điện thoại quốc gia của Mỹ đúng không ạ? Đúng bằng cái mã gọi là quốc gia của Mỹ đấy, một chuyến bay rất lịch sử. Và ở đó thì các bạn biết được là vì là cái chuyến bay lịch sử này cho nên là cái trên fanpage của cái trang à, của trên cái trang fanpage của cái sân bay San Francisco đó, người ta còn viết hẳn một cái status dành riêng cho cái chuyến bay này, nó rất là tự hào về chiếc máy bay này. Và đây là một cái hình ảnh đại diện cho tình hữu nghị Việt Mỹ, họ họ cảm thấy họ rất là vui mừng chào đón đúng không ạ? Thế nhưng mà ở đây chúng ta còn phải nói thêm cái chi tiết nữa, đó là lại là một cái sự ngạo nghễ. Chuyến bay Vũ Hán ở đầu năm đó là một sự ngạo nghễ, là một sự tự hào của người Việt Nam. Thì đến ngày hôm nay chuyến bay này có còn ngạo nghễ hơn, bởi vì nó còn phải bay qua Thái Bình Dương đúng không ạ? Là một cái chuyến bay nó dài hơn, xa hơn, và ở cái vùng dịch nó còn khủng khiếp hơn. Chuyến bay để giúp bà con ta đu càng về nước. Cái chuyến bay này chúng ta có thể nói vui với nhau đấy là gì? Trước đây 75 thì là đu càng ra đi đúng không? Nhưng chuyến bay này là chuyến bay nhà nước đón bà con đu càng trở về. Ra tại sao chúng ta gọi là ngạo nghễ? Thế ngạo nghễ thứ nhất là gì? Là Việt Nam chúng ta lại một lần nữa đi giải cứu công dân trong sự ngỡ ngàng, trong sự gọi là thèm khát của rất 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 nhiều các nước, các công dân các nước trên thế giới. Và thậm chí đặc biệt là đối với bà Sọc, chút nữa chúng ta sẽ nói tại sao bà Sọc lại thèm khát trong cái lần này như vậy đúng không? Tại sao gọi là bà Sọc lại thèm khát như vậy, chút nữa chúng ta sẽ nói. Còn bây giờ chúng ta đã phân tích tại sao gọi ngạo nghễ. Đất nước chúng ta không phải đất nước giàu, đất nước chúng ta từ trước đến nay luôn bị các cái nước phương Tây hay là một loạt những cái gọi là thành phần phản động nó nói rằng đất nước thờ ơ với người dân, rồi bóp lẹt người dân đủ các kiểu. Thế nhưng đến dịch bệnh này chúng ta thấy rất nhiều những hành động, những việc làm của nhà nước làm sáng lên cái hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, từ trong nước cho đến ngoài nước, từ bất bất cứ nơi đâu cứ nói đến dịch, nói đến những cái hành động, những cái việc làm trong đợt dịch này, thì tất cả đó là một sự tự hào. Và cái tự hào ở đây là chúng ta đã cử một cái máy bay có thể nói là dạng hiện đại nhất của Việt Nam sang một đất nước có thể nói hiện đại, làm cho nước ngoài họ cũng phải ngỡ ngàng. Một chuyến bay mà người Mỹ cũng rất là vui mừng, người Mỹ cũng phải thầm cảm ơn Việt Nam. Đúng không? Một chuyến bay mà người Mỹ phải thầm cảm ơn. Tại sao cảm ơn? Các bạn biết được là sau khi mà các cái chuyến bay của Boeing 787
787 à? Những cái chuyến bay của Boeing 787 Max đó, dòng 787 Max đó, nó bị tai nạn một cách liên tục đó. Thì Boeing nó mất rất nhiều các hợp đồng. Và bị Airbus của châu Âu đấy nó chiếm lĩnh thị trường. Cho nên cái hãng hàng không Boeing của Mỹ đấy, cái hãng sản xuất máy bay của Boeing của Mỹ đấy, nó bị mất rất nhiều việc làm. Thì hôm nay Việt Nam lại đưa một cái máy bay Boeing, một cái chuyến máy bay Boeing sang để đón bà con về, đúng không? Máy bay đẹp, hiện đại, hiên ngang sang bên đó. Và lần này nhá, những thằng nào mà còn đi chửi đại sứ quán Việt Nam thì ngẩng lên mà xem đi, đại sứ quán Việt Nam đã làm cái gì, đã phòng những cái trường hợp gì. Thậm chí trường hợp ngay kể cả đối với những người mà mất giấy tờ hộ chiếu ở sân bay. Tất nhiên là để, đúng rồi, cảm ơn Triều Mẫn, để mà được Mỹ rồi các nước gọi là giúp đỡ như vậy, nó Việt Nam chúng ta phải tặng rất nhiều khẩu trang đó. Chúng ta tặng cho Nhật Bản, hôm nay chúng ta lại phải tặng cho Nhật Bản 140.000 bộ chiếc khẩu trang nữa tiếp đấy. Đón về để Mỹ dân, tôi không biết là Mỹ dân hay không, nhưng mà đi đón cái đã, các nước khác họ cũng đang mong chờ Mỹ dân kìa. Nhưng mà đâu có được, trong khi người dân người ta cũng đang rất là mong muốn mà. Đó, các bạn thấy đó. Một cái chuyến bay mà thực sự tuyệt vời, nó vượt qua, có nghĩa là bây giờ Việt Nam sau cái chuyến bay này đấy, chắc chắn là Việt Nam Airlines đã được cấp phép tất cả mọi thứ rồi. Bây giờ nếu như chỉ cần khai thác đường bay thôi là ba sọc lúc bấy giờ nhá, sau lần dịch này nhá, ba sọc cũng lại muốn lên máy bay, bay một chuyến bay thẳng về Việt Nam chứ. Đâu có muốn là đi đi qua gọi là Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc Đài Loan mệt mỏi đâu, cũng muốn bay một chuyến bay thẳng giữa Mỹ về Việt Nam chứ. Và đây sẽ là một trong những chuyến bay rất tiềm năng mà người Việt cũng rất là mong chờ, đúng không ạ? Chúng ta thực hiện được chuyến bay, và đặc biệt cái chuyến bay này đấy, nó là một cái chuyến bay có thể nói là nhà nước chúng ta cũng thể hiện rất nhiều điều chính trị trong đó. Toàn bộ nhân viên, toàn bộ phi hành đoàn, toàn bộ tiếp viên trên đó toàn là người Việt, không có Tây ta gì cả. Nhưng chứng tỏ người Việt đủ khả năng làm chủ trên bầu trời, đúng không ạ? Tất nhiên là chúng ta không thể nào mà không tả được cái nỗi vui mừng của du học sinh, rồi là những người thăm thân, bà con người Việt Nam lúc bây giờ vui mừng như nào. Thứ nhất mình thoát được khỏi nước Mỹ này, đúng không? Thoát khỏi cái nơi mà bây giờ đang chết chóc rất là mạnh này. Tiếp đến cái gì? Tiếp đến cái thứ hai nữa là gì? Họ được trở về nhà sau bao nhiêu ngày tháng này, bà con vui mừng thì thôi khỏi nói rồi. Có một chút lăn tăn về cái giá vé thì bà con tự hiểu cho giá vé, thì bây giờ bay sang đấy là chuyến bay là bay rỗng, khi trở về bay chuyến bay đặc biệt như vậy, được ngồi chuyến bay đặc biệt như vậy, bỏ có 2.000 USD, có cái gì đâu để mà nói là đắt với rẻ, có đúng không các bạn? Một cái chuyến bay đi vào lịch sử, được ngồi một cái chuyến bay đi vào lịch sử, mất có 2.000 USD lại còn vừa cứu được mình ra khỏi cái vùng dịch bệnh, thì tự hỏi là có cái gì mà đắt. Những thằng nào kêu đắt là những thằng đầu đất, đúng không? Đấy, đúng rồi, đúng rồi, các bạn Cali thất thủ rồi, gọi là người gọi là ba sọc bu càng sang bên đấy, nhưng mà bây giờ đâu có máy bay trở về đâu. Tại sao bây giờ nói ba sọc thèm? Ba sọc có thèm chảy rớt luôn. Các bạn biết được, tôi hôm nay vừa mới có một cái tin tức mà xem livestream trực tiếp, đó là Hoàng Trúc Nhân, đúng không? Các bạn có biết cái nhân vật Hoàng Trúc Nhân này không? Để tôi tìm xem là cái đọc tên cho nó chuẩn. À, Hoàng Trúc Lê, Trúc Lê Hoàng. Đó. Các bạn biết Trúc Lê Hoàng không? Trúc Lê Hoàng hiện nay đó là đang cả nhà nhiễm Covid-19. Trúc Lê Hoàng là một tên chống cộng, một cái con mụ chống cộng ở Hawaii. Các bạn biết là trước vào cái thời mà gọi là biểu tình chống luật đặc khu đặc khủng này,
là nó còn cởi hết đồ ra, nó đứng nó sâu hàng sâu hổng lên, rồi nó kêu muốn kêu gọi đa đảng nhân quyền tại Việt Nam các kiểu đó. Thì hôm nay Trúc Lê Hoàng đã live stream và thông bố là cả nhà Trúc Trúc Hoàng Lê là đã bị nhiễm Covid-19. Thế nhưng đặc điểm đây là khi mà biết mình nhiễm Covid-19 có điện thoại đến bệnh viện, nhưng bệnh viện nó tuyên bố nó là gì? Là thôi cứ ở nhà đi, khi nào mà ốm gục lên rồi thì bệnh viện sẽ đến đón. Chứ còn bây giờ là Trúc Hoàng Lê đã tuyên bố đấy là gì, là phải tự tự mà chữa mình thôi, chứ không không có cái chuyện là bệnh viện nó đến đón, nó không làm gì cho đâu. Đấy, một sự tố cáo cái bản chất của chế độ như vậy, đúng không ạ? Đấy, bà sọc đấy, giờ mong ở Việt Nam có một sự khác biệt hoàn toàn. Ở Việt Nam chỉ cần ho một cái gì nhá, nghi ngờ cái nhá, cách ly ngay, đưa lên bệnh viện chữa trị miễn phí ngay. Thế nhưng mà ở Mỹ đó, được công bố là đã nhiễm Covid-19. Ở đây nhá, nếu như nói kiều bào của những cái kiều bào bình thường ấy nói thì người ta lại bảo gì, ôi chắc lại hồ kiều rồi, ôi bọn ấy nó bưng bô, nó cứ nói xấu nước Mỹ thôi mà. Chứ ở nước Mỹ nó tuyệt vời, nó bao giờ như thế đâu. Nhưng đây không phải là nước Mỹ nữa, mà là Ba Sọc. Mới tối hôm qua chúng ta nói là ồ sao không hiểu sao Ba Sọc dạo này coi nó không bị ai bị nhiễm nhỉ. Hóa ra là nó có nhiễm, nhưng mà do bên truyền thông báo chí của Ba Sọc là nó cũng không nói, nên là anh em chúng ta khó tìm. Đến hôm nay chịu không nổi rồi, chịu không thấu rồi, phải lên trên live stream tuyên bố thôi. Thì chúng ta biết là Ba Sọc cũng bị nhiễm. Đấy, Ba Sọc bị nhiễm nhưng mà không có đường trở về, thậm chí là gia đình của Ba Sọc này nó đã còn là gì, đã còn phải viết di chúc sớm, viết tất cả số tài khoản rồi có những cái gì để lại cho người tỉnh nhất rồi. Các bạn thấy nó sự khổ sở của những cái thằng phản động chưa? Đúng không? Đấy, các bạn thấy đấy. Bây giờ là nhiễm rồi nhưng mà cả nhà phải ở nhà, có nghĩa là bệnh viện nó không đến đón, nó không làm gì hết cả. Khi nào ốm gục xuống rồi mà phải ở cái mức độ phải dùng máy thở đó thì hãy đến bệnh viện, còn đâu nếu không cứ ở nhà tự khỏi thôi. Người này đang ở Hawaii nhá, một trong những thành phố gọi là du lịch hiện đại của Mỹ đó, nhưng mà không được cứu chữa. Nó hoàn toàn khác biệt với Việt Nam. Các bạn thấy ở Việt Nam người ta được cứu chữa này, thậm chí tiếp xúc với ai, đi đâu làm gì, người ta còn phải tìm những người đó để cách ly. Cho nên đấy là cái câu trả lời tại sao ở Việt Nam người ta không có người tử vong nữa. Đấy là tại câu trả lời tại sao ở Việt Nam cái số lượng nhiễm nó bị ít như vậy đó. Chứ còn ở nước ngoài đó, các bạn thấy đấy, ở Mỹ nhá, bây giờ là Ba Sọc kể nhá. Đấy, Ba Sọc kể đây, nó thả như là mèo hoang chó dại, nhưng nó khuyến cáo là thôi tự cách ly ở nhà đi, bao giờ ốm gục rồi thì đến bệnh viện. Thế thì bảo làm sao mà không chết nhiều, đến cái tầm gọi là phải ngồi phải phải cắm máy thở rồi mới đến bệnh viện, thì tôi hỏi các bạn cứu làm sao được. Thế bây giờ tôi hỏi các bạn, nếu như các bạn là những người thương con, thôi thì tôi không nói cái câu chuyện là chính trị chính em nữa nhé, tôi không nói chính trị chính em, tôi cũng không nói là cái vấn đề về bất đồng chính kiến. Tôi chỉ hỏi nếu như các bạn là một người Việt Nam thì các bạn đều ai cũng nghĩ là bố mẹ thương con đúng không, mà lại còn được nhà nước hiện nay đưa máy bay sang nước ngoài đang đón công dân về, liệu rằng các bạn có muốn đăng ký không, các bạn có muốn đăng ký cho con mình về không? Ô thôi thì cái cuộc đời của mình thì nếu như bệnh tật chẳng may làm sao thì mình không sao, nhưng cũng phải thương con chứ. Cho nên là Ba Sọc lần này nhìn thấy cái chuyến bay này, tôi nói thèm chảy rớt ra. Tất nhiên là nó sẽ còn những chuyến bay khác nữa, đúng không ạ? Chắc chắn là nó sẽ còn những cái chuyến bay khác nữa, bởi vì bay được một lần sẽ bay thêm các chuyến bay khác nữa, đúng không ạ? Thì liệu rằng các bạn có đăng ký không? Cho nên Ba Sọc đang rất thèm lần này, quả này nhá, đu càng máy bay Mỹ, nhưng mà lần này sau đu càng về lại phải đu càng Việt Nam Airlines. Đúng, bạn muốn tốn 2.000 USD hay 35.000? 35.000 không được cái chứ. Cảm ơn Hoàng Quân.
Các bạn tưởng là có tiền mà chữa được ở Mỹ đâu, bây giờ có tiền chưa chắc chữa được. Bệnh viện nó đầy ọt rồi. Thế cho nên là bây giờ lên trên mạng đâu có dám nói xấu Việt Nam chống dịch thế nào nữa đâu. Giờ là lên mạng là chỉ có chia sẻ vấn đề bên Mỹ, sau đó là lại chửi ở Việt Nam các vấn đề khác. Đâu có dám nói gì Việt Nam chống dịch ra sao nữa đâu. Bay rốt ra thôi anh ơi. Không, anh nghĩ là sẽ còn, bởi vì nhu cầu còn nữa, nhu cầu người còn nữa, còn đăng ký nữa. Bay được rồi là sẽ cái nhu cầu sẽ tiếp tục tăng. Các bạn thấy hôm nay đại sứ quán của ta rất là nhiệt tình. Có nghĩa là phải mang kể cả cái hệ thống, phải dự án làm dự phòng, gọi là hệ thống làm hộ chiếu gấp ở sân bay. Chưa khi nào mà thấy thấy thấy, thấy đại sứ quán nó tuyệt vời như vậy. Có nghĩa là gì? Làm hộ chiếu gấp ở sân bay luôn. Có những du học sinh đánh mất hộ chiếu đó. Bây giờ phải vào làm tờ khai này, sau đó xác minh tờ khai xong cái là phải làm hộ chiếu, ra hộ chiếu luôn cho em ấy kịp chuyến máy bay. Đấy, các bạn thấy rất là ngạo nghễ. Nói chung là lần này nhà nước mình làm những cái việc làm, tôi nói chưa bao giờ thấy trước giờ, những nghe Việt Nam là nghe viện trợ đúng không, nghe đến Việt Nam là nghe nước ngoài viện trợ cho Việt Nam gần đây, nước kia viện trợ Việt Nam gần đây, bây giờ Việt Nam bây giờ đi viện trợ các nước đấy, châu Âu, EU, G7, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, đến đâu ông cũng bắt đầu là ở bắt chân bắt tay xong tặng khẩu trang. Thế thử hỏi các bạn là có ngạo nghễ không? Nhưng đi có vẻ thích Covid. Không, không, tôi không thích Covid. Đừng có nói gở thế là chết đấy. Tôi không thích Covid. Nhưng mà nói như vậy ra để cho các bạn, cho những cái đầu óc, những cái tư tưởng chống lại quê hương đất nước, chống lại đường lối chính sách. Mở mắt ra đi. Đừng có nghĩ rằng mình cái gì mình cũng là hay, mình cái gì mình cũng đúng, rồi đến cuối đời coi là chết trong sự cô đơn.